Theo lộ trình đổi mới chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, bắt đầu từ năm học 2020-2021, toàn bộ học sinh lớp 1 trên cả nước sẽ sử dụng sách giáo khoa mới. Và tính cho đến ngày 16 tháng 5 đã có 42 địa phương đã hoàn thành phương án lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 để sử dụng trong năm học tới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành phê duyệt 5 bộ sách giáo khoa lớp 1 gồm 46 đầu sách được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học tới. Bộ cũng yêu cầu các sở tổng hợp báo cáo kết quả lựa chọn số lượng đầu khách, số lượng đầu sách giáo khoa lớp 1 từ các trường tiểu học trên địa bàn trước ngày 20 tháng 5. Trong số 5 bộ sách được phê duyệt, có tới 4 bộ sách giáo khoa thuộc về nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. Nhà xuất bản này đã nhận được kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 mới của 22 tỉnh thành phố gửi đến, với tỷ lệ bình quân chọn sách đạt gần 80%. Nhà biên soạn sách Cánh Diều nhận được thông báo đặt sách của 20 sở giáo dục và đào tạo. Sau khi kết thúc việc chọn lựa sách giáo khoa mới, các nhà xuất bản bồi dưỡng giáo viên sử dụng sách triển khai kế hoạch phát hành nhằm cung ứng đầy đủ tài liệu học tập kịp thời cho năm học 2020-2021.